Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Ok, thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con bình bóp anh em. Hôm nay mình sẽ tiếp tục vác số vốn là 114k vào bắt cầu cũng như là kiếm tiền trên con xích bo bình bóp này cho anh em cùng xem nhá. Nhưng mà trước khi vào bích xích bo thì mình sẽ vẫn lật poker trên dưới kiếm vài lít một cụ đã rồi mình mới vào bắt xích bo cho anh em xem, cho anh em biết là đẳng cấp bắt xích bo của Đình Lâm nó như nào. Rồi, đấy, lật poker trên dưới này cũng không kém gì đâu anh em ạ. Đẳng cấp đấy, lên 1 triệu mốt này. Làm một phát nữa này. Làm một phát nữa này. Ok, uy tín chưa? Lên ok, lên 1 triệu 376 nhá. Rồi bây giờ thì mình vào xích bo luôn anh em, vào xích bo luôn cho nóng nhá. Rồi, để mình cho anh em xem cầu nhá. Anh em xem mình bắt cầu này. Đéo chật phát nào luôn cho anh em xem. Đấy, đẳng cấp là phải như thế này anh em ạ. Đẳng cấp là phải như thế này. Đấy anh em xem nhá. Cho anh em xem đẳng cấp của mình này. 0-3 thì 6 thôi. Đéo bao giờ mà thoát được mình luôn anh em ạ. Đấy cái đẳng cấp mình bắt xích bo thì không bao giờ mà thoát được mình luôn. Cho anh em xem cầu anh em xem này. Bây giờ con gì này. Đấy con 4 xong ra con 6 nhá. Bây giờ mình bắt tiếp cho anh em xem này. Để mình xem lại câu nào. 4-6-5-4-6 nhá. 3-5-4-6 rồi. Thì bây giờ thì chả lẽ là không bắt 4-5 anh em lại cười cho. Không bắt 4-5 anh em lại cười cho anh em. Ôi địt mẹ toàn rồi. Vừa bốc phét xong anh em ạ. Vừa bốc phét xong nó lại ra bà tiếp kìa. Thôi cho nó ăn tay nhá. Bây giờ mình ăn. Bây giờ mình ăn to cho anh em xem này. Cho nó ăn một tay nhỏ thôi. Mình sẽ ăn to lại cho anh em xem. Nó ăn một mình sẽ ăn lại gấp 10 lần của nó. Đấy bây giờ mình sẽ bắt. Mình sẽ đập gãy con 1 với con 4 luôn. Phát này không ra ăn 1 con 4. Thích gì mình cho anh em luôn. 1-4. Đấy anh em thấy chưa. Ăn 1.650 nhá. Nó không bao giờ mà thoát được mình đâu anh em. Đấy anh em phải như thế. Đánh một phát lên 10 triệu luôn anh em thấy chưa. Uy tín chưa. Đấy anh em nào mà chưa trải nghiệm mấy con game binh bóc game mới này thì link mình đã để dưới phần bình luận với mô tả rồi. Anh em chỉ cần tải về liên kết xong anh em vào nhóm mình game ở bên dưới. Anh em vào đó nhận free 20k code. Với lại con game này anh em cực kỳ uy tín nha anh em. Nạp rút 1-1 cực kỳ rất là ngon luôn. Đấy, về một tiếp cho nó ăn một tay nhỏ nữa anh em. Đấy về bệt thế này thì mình chịu nhá. Nó về kép thế này là mình chịu. Mình ít khi bắt lại anh em nhá. Ít khi lắm. Ít khi mình nghĩ nó ra kép lắm anh em. Vì kép nó ít ra lắm anh em ạ. Nó lồn nó mới ra thôi. Đấy con này thì cực kỳ siêu khuyến mãi luôn anh em chị. Tại về chỉ nạp lần đầu thôi. Lần đầu anh em chỉ cần nạp 100k. Anh em sẽ nhận được khuyến mãi 58k. Và đặc biệt hơn nữa anh em sẽ được mình đưa về bờ miễn phí. Mình tặng anh em thêm cốt 20k này, Momo 20k này, đấy, gãy con 4 với con 3 chưa? 600k này. Uy tín chưa? Đấy, cho nó ăn một tay thôi là mình sẽ ăn lại gấp 3 gấp 4 lần như thế. Bây giờ lên 10 triệu 5 10 triệu 5 đúng không? Rồi, vẫn cầu đấy anh em nhá. Vừa rồi ra con 114 này vẫn nằm cầu đó nhá. Vẫn nằm bàn này nhá. Cho anh em xem này. Bây giờ mình đập phát nữa cho nó gãy toang luôn này. 36. Đấy, anh em thấy chưa? Đẳng cấp nó phải thế này anh em ạ. Đẳng cấp nó phải thế này. Lên 29 triệu. Đéo nói nhiều. Nói nhiều dễ xa nhau anh em ạ. Đấy mình cứ thả cho nó ăn một tay nhỏ hai tay nhỏ. Mình đập lại một tay là nó sẽ gãy luôn với mình. Đấy anh em xem mình đừng quên cho mình xin một like một lượt đăng ký kênh nhá. Đấy anh em thấy đẳng cấp thì nhấn like giúp mình nào. Rồi bây giờ thì cầu này thì mình bắt con 4 con 5 xem sao. Đấy ăn tiếp con 4 anh em ạ. Đấy vào con 5 thì đẹp. Đấy vì mình thiên về con 5 cho mình đánh 5 triệu rưỡi. Đấy 4 có 600 thôi. Nhưng mà ăn con 6, ăn con 4 anh em ạ. Đấy 31 cụ nhá. Không nói nhiều anh em. Nói nhiều dễ xa nhau. Đấy đẳng cấp nó phải như thế này anh em. Đấy mỗi ngày mình vẫn dành ra 1 đến 2 tiếng để đưa anh em về bờ. Anh em nào mà đang xa bờ xa đảo cần bờ thì cứ liên hệ ngay qua Zalo cho mình trong mô tả nhá. Mình sẽ giúp anh em về bờ mất hoàn vốn. Ăn anh em ăn 100%. Mình không lấy một phí nào cả. Ok lại toang tay này anh em ạ. Lâu lâu toang một tay không sao anh em. Đấy mình sẽ ăn tay to, mình sẽ nhả tay nhỏ anh em nhá. Anh em cứ chờ đón mình. Đấy còn anh em nào mà muốn xem mình live stream đẳng cấp của mình ấy. Đấy cứ tối 8 giờ vào kênh Đình Lâm Gaming. Mình sẽ live stream con Minh Bốc này. Đấy mỗi ngày mình live mình sẽ dành ra 500k lọc lá cho anh em xem giải trí với lại săn lọc nhá. Mỗi ngày 500k cho anh em săn lọc cho vui. Đấy ăn tiếp một này. Ok chưa. Đấy pha này mình không chắc cú con 1 đâu anh em. Nhưng mình vẫn chơi. Đấy mình tự tin con 6 hơn. 31 triệu rồi này. Bây giờ mình sẽ đánh một tay này nữa mình nghỉ này. Mình đánh một tay cuối nha. Mất mình nghỉ nha. Ăn mình cũng nghỉ nha. Không nói nhiều nha.
Đấy anh em nào đang xa bờ xa đảo cứ liên hệ ngay qua Zalo cho mình trong mô tả nhá, mình sẽ giúp đỡ anh em. Rồi, còn bây giờ thì mình đánh tay này mình nghỉ này, mất cũng được, còn 30 triệu cũng được, 100k lên 30 triệu là quá khủng rồi. Ok, cho nó luôn anh em ạ. Không cần, đấy 100k lên 30 củ nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ dừng clip tại đây. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em.